dấu ấn của chặng đường chinh phục ảnh vinh quang. Được thành lập vào năm 2007, ghi dấu ấn với dự án khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, khu dân cư Bảo Ngọc Riverside. Từ đây, Trực Anh Group đã bước vào đường đua trở thành tập đoàn bất động sản hùng mạnh tại khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình phát triển của mình, Trực Anh Group liên tiếp tạo được tiếng vang trên thị trường với hàng loạt những dự án đắt giá. Trong đó, tập trung lớn ở tỉnh Long An và hiện tại đang mở rộng ra các khu vực khác như Bình Dương, An Giang, Vũng Tàu, Phan Thiết. Dù Trực Anh Group được hình thành trong khoảng thời gian thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, nhưng tập đoàn đã lội ngược dòng từ thành công lớn của dự án đầu tay và nhanh chóng cho ra mắt thị trường dự án tiếp theo mang tên Bella Vista với quy mô 75 hectare gồm 2.400 nền. Chỉ trong thời gian ngắn, Bella Vista tiếp tục nâng vị thế của Trực Anh Group lên một tầm cao mới khi trở thành dự án bán chạy nhất khu vực. Trước tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm của mình, Trực Anh Group thiết lập chiến lược kinh doanh mới, nâng phân khúc đầu tư lên nhà phố thay thế cho các sản phẩm đất nền. Đơn cử là dự án Bella Villa với quy mô 422 căn nhà phố, biệt thự tọa lạc ngay tại trung tâm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện nay, nơi đây trở thành chốn an cư sầm uất nhất khu vực, nơi tận hưởng không gian sống thoáng đạt cho cư dân hiện đại. Dự án khu đô thị Trần Anh Riverside có thể nói là dự án tiếp nối chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang của Trần Anh Group. Lấy ý tưởng về một tuyệt tác thiên nhiên bên bờ sông vàng cỏ êm đềm, Trần Anh Riverside đang trở thành khu đô thị trù phú mang lại sức sống tươi trẻ và năng động cho hàng trăm cư dân. Năm 2018, Trần Anh Group cho ra mắt dự án Long Phú Villa nằm ngay tại mặt tiền đường quốc lộ 1A thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây cũng là một trong những dự án biệt thự nhà phố hấp dẫn của tập đoàn. Được ví như Phú Mỹ Hưng 2 của khu vực phía Nam, khu đô thị Phúc An City trở thành cực phẩm của tập đoàn. Thuở sơ khai, khu vực dự án chỉ là những cánh đồng bưng và những bãi đầm lầy hoang vu. Nhưng đến nay, trên quy mô 100 hectare, Phúc An City được phát triển với 5 giai đoạn. Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động với nhiều loại hình sản phẩm như nhà phố, biệt thự và đặc biệt phải kể đến là chung cư giá rẻ đầu tiên của tỉnh được Trần Anh Group đặt ngay trong dự án. Có thể nói, tập đoàn đang từng bước đưa Phúc An City trở thành khu đô thị đáng sống nhất của khu vực. Tiếp tục chọn Long An là tâm điểm phát triển, vào tháng 4 năm 2019, Trần Anh Group cho ra mắt dự án khu đô thị Solar City tại Bến Lức với quy mô 225 căn nhà phố, được thiết kế một trệt, hai lầu, theo phong cách tân cổ điển, sang trọng, hiện đại. Kể từ khi ra mắt, dự án đạt tiến độ xây dựng hoàn thiện nhanh chóng. Solar City tạo dấu ấn mạnh mẽ với hệ thống sử dụng 100% năng lượng mặt trời cho mọi sinh hoạt của khu đô thị. Điều này mang lại một cuộc sống thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm cho mỗi gia đình. Đây cũng chính là điều mà Trần Anh Group hướng đến nhằm xây dựng một chốn an cư tiện nghi và đảm bảo môi trường sống hoàn hảo. Ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, cũng trong năm 2019, Trần Anh Group gây ấn tượng với dự án Phúc An Garden. Đây là dự án đầu tiên của Trần Anh Group tại thị trường Bình Dương. Chính thức tạo đòn bẩy cho chiến lược mở rộng quy mô của mình, bao gồm 1.600 sản phẩm, bao gồm đất nền và nhà phố. Dự án được phát triển với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh nhằm đem đến một chốn an cư, chuẩn gu hiện đại. Trong những năm trở lại đây, Bình Dương trở thành cái tên sáng giá trên thị trường bất động sản phía Nam với sự xuất hiện của nhiều dự án và nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân tăng mạnh. Thấy rằng, với tầm nhìn và chiến lược phát triển vững mạnh, Trần Anh Group đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình tại thị trường này. Tiếp nối thành công của các dự án nói trên, tháng 11 năm 2019,
khu đô thị La Villa Green City, tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An, được xây dựng. Dù vào thời điểm cuối năm, nhưng dự án đã tạo được sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư. Mật độ xây dựng của dự án gần như hoàn thiện với các dãy nhà phố và biệt thự thiết kế hiện đại sang trọng. Tiện ích nội khu của La Villa Green City đã xây dựng một cách đồng bộ với quảng trường nhạc nước ấn tượng, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, sân chơi tennis, khu công viên ven sông sống động với điểm nhấn cây ánh sáng về đêm. Dự án có quy mô khoảng 800 căn biệt thự, nhà phố được xây dựng giữa hai mặt tiền quốc lộ 1A và Hùng Vương nối dài, thuộc trục giao thông xương sống kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cùng 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các huyện thị khác của địa phương, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Giá trị của dự án còn được nâng cao khi nằm đối diện tại trung tâm hành chính mới của tỉnh là trung tâm về kinh tế, văn hóa, chính trị. Nằm trong lõi trung tâm của thành phố Tân An, một thành phố trẻ, đầy sức sống, nội lực và khả năng bứt phá. Với sự kết hợp của điểm nhấn dự án, việc sở hữu La Villa Green City là khách hàng đang sở hữu một khối tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian, vừa là điểm dừng chân thích hợp cho những ai có xu hướng bỏ phố về vườn. Vẫn là thị trường truyền thống Long An, Trần Anh Group chọn một bước đột phá mang tầm cao mới hơn với loại sản phẩm mới lạ, đó chính là biệt thự sân golf, ghi dấu ấn với dự án đô thị sân golf Westlake Golf Villa. Với quy mô 120 hectare, bao gồm 573 căn biệt thự mini, song lập và đơn lập, biệt thự Westlake Golf and Villa được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Cấu trúc một trệt hai lầu cùng ban công rộng hướng sân golf mang lại một không gian xanh hiếm có. Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 822, đô thị sân golf Westlake sở hữu tiềm năng tăng giá với sự tiện lợi về liên kết vùng từ Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và các tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, dự án cũng được chú trọng đầu tư về các tiện ích nội khu nổi bật như công viên nước, vườn sáng tạo, công viên khủng long, đấu trường La Mã, phòng gym, spa, đặc biệt với các khu clubhouse có hồ bơi tràn bờ, nhà hàng ẩm thực Hawaii, v.v. Không những thế, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế cũng được xây dựng nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu của cư dân. Sở hữu tổ hợp tiện ích công viên nước đầu tiên của tỉnh Long An, đô thị sân golf Westlake Golf and Villa sẽ trở thành dự án tiên phong với sự đột phá trong không gian sống tại thị trường này. Tiếp thêm một bước dài, Trần Anh Group công bố đầu tư dự án khu công nghiệp đầu tiên với tên gọi Trần Anh Tân Phú, được xây dựng trên diện tích 262 hectare. Chức năng của khu công nghiệp được chia thành nhiều phân khu như khu công nghiệp bao gồm nhiều loại hình sản xuất như khu sinh học nghiên cứu môi trường, khu công nghiệp bao gồm nhiều loại hình sản xuất như khu sinh học nghiên cứu nuôi trồng, nghiên cứu chế biến, sản phẩm hóa mỹ phẩm, cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng, sản xuất ngành điện viễn thông, v.v. Khu nhà ở chuyên gia, khu bến cảng, khu trạm xăng dầu, khu công viên cây xanh, khu công cộng. Từ năm 2021, một chặng đường mới tiếp tục mở ra. Trần Anh Group nâng phạm vi hoạt động rộng hơn với 3 tỉnh thành khác, bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết và An Giang. Ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ hơn của tập đoàn, đi theo đó là hàng loạt những dự án được triển khai mới. Dự án The Vista Beach Resort tại Phan Thiết là dự án nghỉ dưỡng nổi bật đầu tiên của Trần Anh Group khi sở hữu lợi thế mặt tiền biển. Dự án khu đô thị Phúc An Asuka tại Châu Đốc, An Giang chính thức được ra mắt trong đầu năm 2022. Nơi đây được ví như một thành phố lễ hội, nơi giao thoa giữa bản sắc văn hóa, nơi trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng, an cư, đầu tư và kinh doanh.
Vesita là dự án tiếp nối thành công của Phúc An Garden tại thị trường Bình Dương với quy mô 93.672 m2. Dự án được phát triển chủ lực với sản phẩm nhà phố, shop house và biệt thự, đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia quản lý cao cấp tại khu vực công nghiệp Bình Dương cũng như cơ hội đầu tư của nhiều khách hàng. Đã hoàn thiện như Solar City, Long Phú Villa, Bella Vista, Phúc An City chính là thành quả đáng tự hào của Trần Anh Group khi mang đến cho khách hàng những sản phẩm giá trị. Bên cạnh đó, những dự án đang triển khai như Westlake Golf and Villa, La Villa Ring City, Phúc An Asuka, Phúc An Asita hay The Vista Beach Resort and Spa, Trần Anh Villa v.v. sẽ là những điểm nhấn mới, hành trình mới cho sự phát triển của Trần Anh Group. Ở những chặng đường tiếp theo, Trần Anh Group hứa hẹn sẽ phát triển thêm nhiều dự án mang một tầm cao mới, kiến tạo chốn an cư, nơi đầu tư xứng tầm.